tuyển Việt Nam, Bùi Tiến Dũng được triệu tập thay đổi điểm mạnh. Trung vệ Bùi Tiến Dũng đã được huấn luyện viên Philippe Chaussy triệu tập bổ sung vào danh sách đội tuyển Việt Nam để thay cho Duy Mạnh, chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussy đã triệu tập bổ sung trung vệ Bùi Tiến Dũng vào danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu thuộc vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á trong tháng 11 năm 2023. Quyết định này được thuyền trưởng người Pháp đưa ra ngay sau khi Đỗ Duy Mạnh không may gặp chấn thương trước ngày hội quân đội tuyển quốc gia. Với việc bổ sung Bùi Tiến Dũng vào danh sách, huấn luyện viên Philippe Chaussy sẽ có thêm phương án để lựa chọn trong bối cảnh hàng phòng ngự của đội tuyển đang chịu tổn thất về lực lượng. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có khoảng thời gian một tuần tập luyện trước khi rút gọn lại danh sách xuống còn 28 cầu thủ và di chuyển sang Philippines vào sáng ngày 13 tháng 11. Sau khi đặt chân đến Philippines, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussy sẽ có thêm 3 buổi tập nữa để tìm ra bộ khung tốt nhất trước khi chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức đối đầu đội chủ nhà. Trận đấu giữa đội tuyển Philippines và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 16 tháng 11 trên sân vận động Rizal Memorial, Manila, Philippines. Đây cũng là trận đấu ra quân của đội tuyển Việt Nam tại bảng F vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á. Sau trận đấu với đội tuyển Philippines, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussy sẽ trở về Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội khách Iraq diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối ngày 21 tháng 11. Trước đó, chiều mùng 2 tháng 11, ông Philippe Chaussy cũng đã công bố danh sách các cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung tháng 11 năm 2023. Trong lần tập trung này, vị chiến lược gia người Pháp đã lựa chọn những dân tố có sự thể hiện tốt nhất sau loạt trận giao hữu dịp FIFA Day tháng 6, tháng 9 và tháng 10 vừa qua. Những gương mặt thiện chiến như thủ thành Đặng Văn Lâm, hậu vệ Quế Ngọc Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Anh, tiền đạo Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh đều góp mặt. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam cũng đón sự trở lại rất đáng chú ý của một số cựu binh là hậu vệ Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh và tiền đạo Nguyễn Văn Quyết. Ngoài ra, ông thầy người Pháp cũng tiếp tục trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ xuất sắc đã được tu luyện qua các đợt tập trung trước đây của đội tuyển như Quốc Văn Khang, Hoàng Văn Toản, Nguyễn Thế Sơn, Giáp Tuấn Dương, Võ Minh Trọng, Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương, Hồ Văn Cường, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc. Ngoài ra, nhằm chuẩn bị lực lượng cho vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra vào tháng 4 năm sau, huấn luyện viên Philippe Chaussy cũng sẽ tạo điều kiện cho một số cầu thủ trẻ lứa U23 lên tập luyện chung cùng các đàn anh trong đợt tập trung này. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi nhà cầm quân người Pháp có trách nhiệm đảm bảo lực lượng cho cả hai đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia. Ở vòng loại thứ hai, 36 đội được chia vào 9 bảng thi đấu vòng tròn hai lượt, sân nhà sân khách, diễn ra từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024. Đội xếp thứ nhất và thứ nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại thứ ba, tổng cộng 18 đội, đồng thời danh suất trực tiếp tham dự vòng chung kết ASEAN Cup 2027. 18 đội chiến thắng tại vòng loại thứ hai sẽ được chia vào 3 bảng. Mỗi bảng có 6 đội thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm trên sân nhà và sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Các đội xếp thứ ba và thứ tư, tổng cộng 6 đội, giành quyền vào vòng 4 hay còn được gọi là vòng Play-off châu Á. 6 đội tại vòng Play-off châu Á được chia vào 2 bảng, mỗi bảng 3 đội và sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm tại địa điểm tập trung. Hai đội xếp thứ nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026, trong khi các đội nhì bảng sẽ thi đấu loại trực tiếp theo thể thức sân nhà và sân khách để xác định đội sẽ thi đấu trận play-off liên lục địa. Man United bán Rashford và Anthony. Theo nhiều nguồn tin, Man United đang cân nhắc bán bộ đôi Rashford và Anthony. Cả huấn luyện viên Erik ten Hag và Gary Neville đều khẳng định việc tiền đạo người Anh tiệt tùng sau khi Man United thua muối mặt Man City là không thể chấp nhận được và cân nhắc bán cầu thủ này ở kỳ chuyển nhượng mùa đông để nếu được giá. Trong khi đó, dù chỉ mới tới 12 tháng nhưng Anthony đã gây ra quá nhiều rắc rối ngoài chuyên môn tại Old Trafford, trong khi không thể hiện được quá nhiều điều trên sân cỏ trong vòng một năm qua. Trang The Mirror tin rằng quỹ đỏ sẽ dùng Anthony với một thỏa thuận hoán đổi hoặc cho mượn. Theo nhà báo Jim Nancy, Man United sẽ tiến hành cải tạo hàng công trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này với tiền đạo người Brazil Gabriel Barbosa được xem là chủ chốt. Theo Daily Mail, MU cũng đang nhắm tới Victor Osimhen. Ban lãnh đạo quỹ đỏ muốn thể hiện cặp tiền đạo làm mưa làm gió tại Serie A mùa trước khi đã thành công chiêu mộ Rasmus Højlund trước đó. Trong một diễn biến khác, theo các nguồn tin tại Anh, ông chủ mới Sir Jim Ratcliffe đã xác định huấn luyện viên Zinedine Zidane là mục tiêu số 1 để thay thế Erik ten Hag tại MU lúc này. Tỷ lệ ủng hộ của người hâm mộ trong thương vụ này áp đảo và đạt tới hơn 20%. Real Madrid phủ phàng với Kylian Mbappe. Mới đây, Real Madrid đã bác bỏ mọi tin đồn liên quan tới việc hỏi mua Kylian Mbappe từ PSG. Real Madrid quan tâm tới Kylian Mbappe trong suốt 2 năm qua nhưng chưa thể có được ngôi sao này vì nhiều lý do khác nhau. Theo Marca, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang nhắm tới bộ đội ngôi sao giúp Bellingham và Vinicius Junior và chưa có ý định chiêu mộ Mbappe vào lúc này.
Tuy nhiên, Real Madrid cũng được cho là vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi và đánh giá khả năng kết quả thương vụ. Tờ Marca cho hay, Real Madrid đang có những đàm phán để ký hợp đồng với Kylian Mbappe, trong đó sẵn sàng trả lương khoảng 35 triệu euro trên năm sau thuế cho cầu thủ này. Dù vậy, Real Madrid bác bỏ mọi tin đồn trước thông tin trên các phương tiện truyền thông về cuộc đàm phán giữa cầu thủ Mbappe và Real Madrid. Chúng tôi khẳng định rằng thông tin này hoàn toàn sai sự thật. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cho biết, câu lạc bộ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào như vậy với một cầu thủ thuộc sở hữu PSG. Mùa hè vừa qua, Mbappe nổi loạn với tuyên bố không gia hạn cùng PSG. Anh muốn ra đi tự do vào năm sau, hoặc câu lạc bộ phải bán cho Real Madrid. Dù vậy, đội bóng của chủ tịch Florentino Perez không đưa ra bất kỳ đề nghị chính thức nào. Thông báo chính thức của Real Madrid giúp câu lạc bộ tránh rắc rối, vì PSG có thể kiện lên FIFA về việc tiếp cận cầu thủ vẫn còn hợp đồng hơn 6 tháng. Pochettino không loại trừ khả năng dẫn dắt Tottenham một lần nữa. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino dẫn dắt Chelsea du hành đến sân đội bóng của Tottenham vào thứ hai sẽ là lần đầu tiên ông trở lại Spurs kể từ khi bị sa thải cách đây 4 năm. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Argentina đã từ chối loại trừ khả năng dẫn dắt Tottenham một lần nữa. Tottenham, Chelsea là một trận đi London nóng bỏng, có nhiều tính cạnh tranh giữa họ trong lịch sử. Pochettino dù lúc này đang làm việc ở nửa xanh của London, nhưng không có nghĩa là ông không thể quay trở lại dẫn dắt nửa trắng. Trước lần đầu tiên trở lại Spurs kể từ khi bị sa thải vào 4 năm trước, Pochettino nói, ai biết được, nó giống như cuộc sống vậy, bạn không bao giờ biết trước được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Chúng ta cần tận hưởng ngày hôm nay và tôi nghĩ bây giờ, ở tuổi 51, tôi đang nghĩ nhiều hơn về điều đó và tận hưởng ngày hôm nay chứ không nhìn quá nhiều vào tương lai. Nhưng tại sao không? Pochettino nói thêm. Hôm đó, một anh chàng đề nghị tôi có thể quay lại Argentina để quản lý Newell's Old Boys, vì đó sẽ là một cách kết thúc sự nghiệp đầy cảm xúc của bạn. Hy vọng là tôi có thể ở đây cho đến khi chết. 22, 25 năm nhưng bạn không bao giờ biết được trong bóng đá. Nếu tôi không làm việc, có thể nếu một ngày nào đó họ muốn tôi thì tại sao không? Pochettino đã trải qua 5 năm trời hạnh phúc cùng Tottenham tính đến tháng 11 năm 2019. Nhà cầm quân 51 tuổi này khi đó đã biến gà trống trở thành đội bóng thường xuyên lọt vào top 4, từng thách thức chức vô địch Premier League 2016-17 trước khi lọt vào trận chung kết Champions League 2019. Nhưng Pochettino thậm chí còn không có cơ hội nói lời chia tay khi bị Spurs sa thải, và ông cũng vừa có chia sẻ. Thật kỳ lạ khi quay trở lại đây nhưng chúng tôi cần phải đi tiếp. Chúng tôi rất chuyên nghiệp nhưng đồng thời chúng tôi cũng là con người. Pochettino gia nhập theo Luzon ngày 1 tháng 7 theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Mặc dù vậy, ông đang trải qua khởi đầu không suôn sẻ, hiện chỉ xếp nửa cuối bảng xếp hạng với 12 điểm và thừa nhận sẽ cần thời gian để nuôi dưỡng tình yêu với Chelsea. Sau 4 tháng, tôi không thể nói dối. Tôi hy vọng chúng tôi có thể đạt đến đẳng cấp tương tự như tôi đã có ở Tottenham bởi vì điều đó có nghĩa là chúng tôi đang làm rất tốt ở đây.